Chào mừng đến với bản tin online của chúng tôi ngày hôm nay. 1. Cú sốc Eriksen và cách hành xử đầy tình người của bóng đá châu Âu. 2. Christian Eriksen đã qua cơn nguy kịch nhưng khó có thể trở lại thi đấu. Thể thao, cú sốc Eriksen và cách hành xử đầy tình người của bóng đá châu Âu. Phút 43 trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan, tiền vệ Christian Eriksen đang di chuyển gần cuối sân Parken phía khán đài B, bỗng dưng đổ ập xuống mặt sân cỏ. Nhìn đồng đội gục xuống sân, trung vệ thủ quân Simon Kjaer là một trong những người đầu tiên lao tới dù anh phải chạy gần hết chiều dài sân. Simon Kjaer nhanh chóng chỉ huy đồng đội làm thành hàng rào người quanh hiện trường để các bác sĩ sơ cứu cho Eriksen. Chưa đủ, anh còn nhờ đồng đội nói với các cổ động viên tháo ngay hai băng rôn cùng một lá cờ Phần Lan làm thêm một lớp che chắn chắc chắn hơn. Cầu thủ hành xử chuyên nghiệp nhằm ngăn tình trạng quay phim chụp ảnh cảnh thê lương của đồng đội có thể tạo nên một sự cố trên mạng xã hội. Truyền thông cũng chuyên nghiệp không kém. Camera di động bằng dây cáp kéo trên sân Parken ban đầu lân la ghi lại các khung ảnh quay cầu thủ Đan Mạch vây quanh đồng đội, sau rút hẳn về phía khán đài A, người xem truyền hình chỉ còn thấy các cảnh quay từ xa, không thu được cảnh các bác sĩ hô hấp nhân tạo, sốc điện tim cho Eriksen ngay trên sân. Cánh phóng viên ảnh cũng không nháo nhác chạy tới hiện trường như thường thấy ở nhiều giải khác mà ngồi yên ở nơi quy định. Khán đài B cũng chẳng thấy cổ động viên nào móc điện thoại canh me chụp ảnh. Khán giả chắp tay cầu nguyện cầu thủ và ban huấn luyện Đan Mạch mắt đỏ hoe vì sợ điều xấu nhất xảy ra. Cầu thủ Phần Lan cũng mắt rưng rưng, hàng xóm Bắc Âu với nhau, sao ai nỡ vô tình. Báo chí châu Âu đưa tin khá chừng mực, chủ yếu xoay quanh khả năng hồi phục của Eriksen mà không đả động cảnh thê lương nào nhằm câu khách. Chợt nhớ ban tổ chức ngoại hạng Anh từng tuyên bố sẽ không cho phát lại ngay lập tức các cảnh va chạm đổ máu, gãy chân, vỡ xương hốc mắt vì không muốn khán giả, trong đó có người già và trẻ nhỏ bị ám ảnh. Bóng đá không chỉ là chuyện thắng thua quyết liệt trên sân, đấu khẩu trong và ngoài đường pitch. Bóng đá còn là một phần của cuộc sống, rất cần cách hành xử nhân văn, chuyên nghiệp và điều này đã được minh chứng rõ nét từ sự cố Eriksen. Thể thao, Christian Eriksen đã qua cơn nguy kịch nhưng khó có thể trở lại thi đấu. Tại trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại bảng B Euro 2020 phải tạm hoãn khi tỷ số đang là 0-0 bởi vì tình huống xảy ra ở phút 43 của trận đấu. Khi đang di chuyển để đón nhận đường bóng từ quả ném biên của đồng đội, Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai. Ngay lập tức nhân viên y tế đã phải vào sân sơ cứu. Tim của tiền vệ này đã ngừng đập trong 5 phút trên sân. Sau khoảng 15 phút được sơ cứu, Eriksen đã được đưa rời sân bằng cáng để đến thẳng bệnh viện. Theo thông tin mới nhất, cả UEFA và Liên đoàn bóng đá Đan Mạch đều cho biết tình hình của tiền vệ này đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về sức khỏe lâu dài và sự nghiệp thi đấu của cầu thủ đang khoác áo Inter Milan. Tiến sĩ Scott Murray, chuyên gia hàng đầu về phòng ngừa các vấn đề về tim, khẳng định Italia là một trong những quốc gia đi đầu về thành tích ngăn chặn rủi ro từ tim trong bóng đá. Do đó, ông cho rằng tiền vệ người Đan Mạch sẽ không thể trở lại thi đấu ở Serie A, tờ Daily Mail dẫn lời Murray, đó có lẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Eriksen. Italia có quy định cấm những người tham gia thể thao nếu họ bị phát hiện có bất thường nghiêm trọng về tim, đó là luật. Họ đã làm điều đó trong một thời gian dài, hơn 20 năm và họ đã giảm tỷ lệ tử vong do ngừng tim trong thể thao từ hơn 3% xuống dưới 1%. Eriksen đang chơi cho một câu lạc bộ của Italia, vì vậy cậu ấy phải có tất cả các bài kiểm tra y tế trước khi ra sân. Italia là những người giỏi nhất trong việc tầm soát bệnh tim ở các vận động viên thể thao. Trước khi gia nhập Inter Milan, Eriksen từng có thời gian chơi bóng ở ngoại hạng Anh trong màu áo Tottenham. Giáo sư Sanjay Sama, giáo sư tim mạch thể thao tại Đại học St George's ở London, cho biết Liên đoàn bóng đá Anh cũng sẽ không cho phép tiền vệ người Đan Mạch thi đấu nếu cầu thủ này có ý định trở lại xứ sở sương mù. Tôi không biết liệu Eriksen có còn chơi bóng nữa hay không. Nói thẳng ra rằng, cậu ấy đã chết hôm nay, dù chỉ vài phút nhưng cậu ấy đã hồi tỉnh và liệu chuyên gia y tế có cho phép cậu ấy chết một lần nữa không? Câu trả lời là không. Tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá Anh sẽ rất nghiêm khắc về việc cậu ấy có thi đấu trở lại hay không. Ở Anh, cậu ấy sẽ không được phép chơi bóng. Chúng tôi sẽ rất nghiêm ngặt về điều đó, Sama khẳng định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sau.